Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam, chủ trì hội đồng hội chẩn ngày hôm nay. Kính thưa các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp, thì hôm nay thì theo sự phân công của hội đồng hội chẩn, tôi xin phép trao đổi chủ đề liên quan đến nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán các cái tổn thương phổi và trung thất. Thì như phần thầy Bình đã chia sẻ, thì đối với các cái tiếp cận các cái tổn thương phổi và trung thất mà nếu chúng ta kết hợp được nội soi và siêu âm trong cùng một cái dụng cụ thì sẽ mang lại những lợi điểm hết sức là quan trọng. Và nội dung trình bày ngày hôm nay thì xin trao đổi với các thầy cô, thì đối với các tổn thương mà trong khối u ở trung thất, nó có thể là u hoặc là hạch, các cái tổn thương có thể nguyên phát hoặc tứ phát. Thế nhưng khi mà chúng ta tiếp cận chẩn đoán ấy, thì nó đòi hỏi có những cái thăm dò hết sức là chuyên sâu. Vấn đề chẩn đoán đánh giá các cái tổn thương này đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị. Ví dụ trong ung thư phổi thì với cái ung thư này thì giai đoạn đó, di căn đó, xâm lấn hạch đó có phẫu thuật được hay không? Và phẫu thuật ung thư phổi thì cho đến nay vẫn là cái phương pháp điều trị tiệt căn, đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên trong cái trung thất thì nó đặc điểm là rất nhiều các cái mạch máu lớn rồi gần với tim, và nó sẽ rất là nguy hiểm, gặp rất nhiều khó khăn do cái đặc điểm cái vị trí rất là khó tiếp cận. Trước đây thì chúng ta cần phải tiến hành những can thiệp xâm lấn, đó là nội soi lồng ngực, nội soi trung thất, tức là có thể cưa xương ức ra, mở lồng ngực để mà có thể tiếp cận và chẩn đoán. Thì với các cái tổn thương mà ở trong trung thất thì đây là cái sơ đồ hạch, thì báo cáo với thầy Bình và các thầy cô, các đồng nghiệp, đó là các cái tổn thương các vị trí mà hạch ở trên hình ấy, thì chúng ta biết rằng là đây là những cái vị trí mà rất là khó tiếp xúc. Tuy nhiên đối với nội soi phế quản siêu âm thì chúng ta có thể tiếp cận được đại đa số các cái nhóm hạch, từ nhóm 1, nhóm 2 tức là xung quanh khí quản, đến vị trí nhóm 4 tức là ở vị xung quanh khí quản nhưng nó sát với carina, đến các cái vị trí nhóm hạch thấp hơn, phế quản gốc bên phải, rồi các cái phế quản phân thủy vân vân. Đối với những cái hạch mà ví dụ như nhóm 7, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 7 thì chúng ta có thể thông qua nội soi phế quản siêu âm hoặc là nội soi thực quản siêu âm là có thể tiếp cận được. Nhưng riêng đối với nhóm 8, nhóm 9 thì cái này chúng ta phải tiếp cận thông qua cái nội soi thực quản để mà có thể là tiếp cận với nhóm hạch này. Thì nội soi phế quản siêu âm ấy, là đây là cái phương pháp mà chúng ta sử dụng cái sóng siêu âm thông qua cái nội soi, ống nội soi phế quản. Và qua đó chúng ta tiếp cận được các cái cấu trúc nó sát với các cái thành khí phế quản, u về hạch trung thất, và đồng thời nó sẽ giúp chúng ta phân định được đó là tổn thương có mạch máu hay không, có nguy cơ chảy máu, tránh tổn thương các cái tạng ở trong trung thất. Vấn đề chọc hút xuyên thành phế quản qua nội soi phế quản siêu âm ấy, gọi tắt là e-burst TMNA ấy, đây là cái phương pháp ít xâm lấn để tiếp cận những cái tổn thương ở rốn phổi, ở trung thất, có thể là u hoặc là các cái hạch. Thì đối với nội soi phế quản siêu âm thì chúng ta biết rằng là nó có các cái dụng cụ nhất định. Về cái quy trình kỹ thuật thì đây là những cái bước tiếp cận rất quan trọng để mà chúng ta trong cái thực hành lâm sàng. Trong quy trình kỹ thuật thì chúng ta nhớ rằng là chỉ định trong trường hợp nào, đó là giúp chẩn đoán xác định các cái căn nguyên của tổn thương dạng khối u, hạch ở trung thất. Cái tổn thương này có thể là lao, có thể là ung thư di căn, có thể là ung thư nguyên phát, hoặc là các cái tổn thương u hạch lành tính, sarcoidosis. Vấn đề chúng ta chẩn đoán giai đoạn của ung thư phổi, đó là ung thư này đã di căn xâm lấn hạch hay chưa, và di căn xâm lấn ở mức độ nào, từ đó có cái đánh giá TNM cho phù hợp và sẽ quyết định xem là bệnh nhân này có phẫu thuật cắt khối u phổi đồng thời nạo vét hạch hay là không còn chỉ định phẫu thuật nữa. Cái này đóng vai trò rất quan trọng, bởi vì đây cho đến nay thì phẫu thuật trong ung thư phổi vẫn là cái phương pháp điều trị tiệt căn đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Một số các cái chống chỉ định, ví dụ như là chung cho các cái can thiệp nói chung, đó là rối loạn huyết động, rồi các cái bệnh lý về hô hấp và tim mạch mà chưa được ổn định, đợt cấp COPD, đau thắt ngực không ổn định, rối loạn đông cầm máu vân vân. Đây là cái phương pháp mà có rất nhiều ưu điểm, và cho đến nay thì khuyến cáo của Hiệp hội lồng ngực Mỹ, Hội hô hấp châu Âu cũng như là các cái hiệp hội về nội soi phế quản thì cho thấy rằng đây là cái phương pháp mà ít xâm lấn này, gây tê tại chỗ hoặc tiền mê hoặc là gây mê toàn thân đều được, và qua đó thì tiếp cận được nhiều vị trí tổn thương hạch hoặc khối u trong trung thất tương tự như nội soi trung thất. Các cái nhóm hạch cạnh khí quản dưới carina, hạch rốn phổi, giá trị chẩn đoán cao, độ nhạy và độ đặc hiệu trên 95%, tỷ lệ biến chứng thấp,
và qua đó thì người ta tránh cho bệnh nhân phải can thiệp những cái nội soi xâm lấn, ví dụ như là nội soi trung thất hoặc là mở lồng ngực, cơ xương ức để mà tiếp cận các cái nhóm hạch, các cái khối u trong trung thất. Về các cái kỹ thuật chuẩn bị, chúng ta biết rằng là phải được đào tạo về nội soi phế quản siêu âm, và thông thường thì các bác sĩ phải được đào tạo về nội soi phế quản trước, sau đó thì làm thành thạo nội soi phế quản rồi thì chúng ta mới học thêm về kỹ thuật về siêu âm. Đương nhiên thì chúng ta cần phải có cái hệ thống nội soi phế quản siêu âm. Bệnh nhân thì được giải thích cũng như là ký cam kết và chuẩn bị các cái hồ sơ bệnh án đầy đủ. Thì các bước tiến hành chúng ta biết rằng là trên X-quang, trên các lớp vi tính, chúng ta sẽ xác định sơ bộ những cái vị trí tổn thương. Ví dụ trên trường hợp bệnh nhân này, đây là cái tổn thương mà hạch ở trung thất này, dưới carina này, hạch ở vị trí phế quản gốc bên phải. Thì tất cả các vị trí tổn thương này chúng ta cần phải đánh giá trên phim các lớp vi tính cũng như là các cái nội soi phế quản thường trước để đánh giá các tổn thương trong lòng phế quản. Sau đó thì chúng ta khi mà đánh giá xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành các cái bước để nội soi phế quản siêu âm. Thì chúng ta biết rằng là với cấu trúc của cái nội soi, ống nội soi đấy, và có tích hợp cái sóng siêu âm, đầu dò siêu âm ở đây, thì qua cái thành phế quản chúng ta sẽ tiếp cận được vào các cái vị trí của các cái tổn thương. Đồng thời thì chúng ta điều chỉnh cái vị trí đầu ống nội soi để mà có thể tiếp cận và cái diện tiếp xúc để làm sao mà nó bộc lộ rõ nhất các cái tổn thương. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành các bước sinh thiết, chọc hút xuyên thành khí phế quản, để các thầy cô biết rằng là các cái tổn thương sau khi kim nó sẽ phóng ra từ cái đầu dò đấy, nó sẽ tiếp cận vào cái vị trí hạch ở cạnh khí quản, và với các cái động tác để chúng ta có thể là đâm xuyên qua khối u, đồng thời là áp lực âm nó sẽ hút các cái bệnh phẩm vào trong lòng của cái ống kim, sau đó rút ra và chúng ta sẽ lấy được bệnh phẩm. Các cái bước tiếp theo thì chúng ta biết rằng là thông thường thì sẽ chọc hút khoảng độ 3 đến 4 lần khi mà lấy đủ bệnh phẩm. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành ngừng kỹ thuật. Chúng ta sẽ đánh giá lại xem tai biến của kỹ thuật, theo dõi sau 3 đến 4 giờ sau để chúng ta chụp lại X-quang phổi xem là có cái tràn khí màng phổi hay không, có biến chứng chảy máu hay không, các cái biến chứng ví dụ như ho máu, vân vân. Về từ cái giá trị chẩn đoán của cái nội soi phế quản siêu âm thì các thầy cô cũng lưu ý rằng là đây là cái phương pháp giúp cho chẩn đoán xác định và chẩn đoán xác định thêm, chính xác thêm, và đồng thời thông qua cái nội soi phế quản siêu âm chúng ta lấy được bệnh phẩm, chúng ta có thể phân tích các cái đột biến gen, ví dụ như là EGFR, ví dụ như là các cái đột biến gen của các cái TKI vân vân. Chúng ta cũng xác định được cái giai đoạn của cái ung thư này là giai đoạn TNM nào và có thể phẫu thuật được hay không. Ví dụ như giai đoạn dưới 3B, tức là 3A, 2A, 2B hoặc 1 là chúng ta hoàn toàn có thể là điều trị phẫu thuật tiệt căn. Đồng thời chúng ta sẽ mang lại cái lợi điểm bệnh nhân không phải tiến hành cái cuộc phẫu thuật để mà tiếp cận chẩn đoán. Chúng ta có thể vừa làm nội soi và siêu âm trong cùng một lần soi, đạt được cái tỷ lệ chẩn đoán cao và cũng như là tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Về các cái giá trị chẩn đoán thì chúng ta biết rằng nếu như mà chúng ta dựa vào CT cắt lớp thôi chẳng hạn, đối với các cái tổn thương hạch ở trung thất ấy, chúng ta thấy đạt được cái độ nhạy chỉ khoảng độ 60 dưới 60%, độ đặc hiệu dưới 80%, thì khi mà chúng ta kết hợp PET CT thêm ấy, nó có tăng thêm được cái độ nhạy, độ đặc hiệu, ví dụ như là trên 70%, độ đặc hiệu có thể trên 92%. Tuy nhiên đối với các bệnh nhân mà có khối u trung thất rồi có các hạch nghi ngờ nhóm 2, nhóm 3 thì khuyến cáo của ACCP guideline thì cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải tiến hành cái nội soi phế quản siêu âm EBUS để chọc hút, lấy bệnh phẩm để mà phân cái giai đoạn TNM, sau đó thì chúng ta mới quyết định cái biện pháp điều trị. Đối với các hạch trung thất mà nếu chúng ta không có cái nội soi phế quản siêu âm thì trước đây thì các thầy cô biết rằng là vẫn có thể tiến hành gọi là chọc hút mù, tức là chúng ta đo trên phim các lớp vi tính, sau đó chúng ta tính cái góc xuyên thành của cái kim chọc, đồng thời là chúng ta đo cái độ sâu, độ kích thước của cái hạch và chúng ta sẽ kiểm soát. Thế tuy nhiên đối với kim quang mà trước đây một số thầy cô các anh chị cũng đã làm đấy, thì biết rằng là cái thứ nhất là chọc hút mù và không có hướng dẫn.
cái nguy cơ mà chúng ta chọc vào các cái mạch máu, đặc biệt các mạch máu lớn, hoặc là vào các cái thành vách tim, hoặc là chúng ta có thể là đâm xuyên qua tổn thương, gây tổn thương các cái tạng trong trung thất, nguy cơ rất là cao. Hoặc là cái nguy cơ mà nó có thể nó làm rách các cái kênh nội soi khi mà chúng ta làm không hiệu quả. Và thực tế thì cái tỷ lệ mà đạt được cái độ chẩn đoán ấy, thì đôi khi nó chỉ đạt được khoảng 40-50% các trường hợp. Với eBus TBNA thì chúng ta biết rằng là các cái nhóm hạch này, và chúng ta vận dụng được cả hình ảnh nội soi trực tiếp cũng như là hình ảnh sóng siêu âm để chúng ta có thể xác định được vị trí chính xác của các cái vị trí hạch và lấy được cái bệnh phẩm cho chuẩn. Trong cái giá trị chẩn đoán thì với tổn thương hạch trung thất thì chúng ta thấy rằng là độ nhạy tùy theo nghiên cứu, nhưng chúng ta thấy nó khoảng độ trên 90%, và độ đặc hiệu ở đây đạt được trong các nghiên cứu là 100%. Đối với các tổn thương ở rốn phổi, ví dụ những trường hợp bệnh nhân này chẳng hạn, thì các cái hạch ở rốn phổi như thế này thì nghi ngờ thường là các cái tổn thương ung thư phổi không tế bào nhỏ đấy, thì kể cả các hạch có đường kính kích thước dưới 10mm, dưới 1cm, 8mm thì cũng có thể đạt được cái độ nhạy là 91% và độ đặc hiệu là 100%. Và đặc biệt trong nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là không có cái biến chứng gì nguy hiểm cho bệnh nhân. Với các cái tổn thương ở u ở phổi mà nó không phải là hạch ở rốn phổi thì chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ mà đạt được cái chẩn đoán ở đây thì chúng ta thấy đạt được cái tỷ lệ chẩn đoán ở đây là 77%. Và cái đối với cái các cái tổn thương mà chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta dùng eBus thì cái tỷ lệ đạt được chẩn đoán là lên đến 94%. Đối với nội soi thực quản thì chúng ta biết rằng là nó sẽ kết hợp được, thì đặc biệt là đối với cái tổn thương nhóm 7, nhóm 8, nhóm 9, đặc biệt là nhóm 8, nhóm 9 thì nội soi phế quản là chúng ta rất khó tiếp cận, không tiếp cận được, thì chúng ta biết chúng ta sẽ sử dụng cái nội soi thực quản siêu âm. Thì ở Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi có cả cái hệ thống nội soi thực quản siêu âm do Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật là tiến hành, và trên Trung tâm Hô hấp là chúng tôi có cái hệ thống nội soi phế quản siêu âm, và chúng ta có thể kết hợp hai hệ thống này để mà có thể phân cái giai đoạn được một cách phù hợp. Khuyến cáo của các cái hiệp hội uy tín thì cho rằng là khi chúng ta sử dụng cái nội soi phế quản siêu âm ấy, thì sẽ mang lại cái nhiều cái lợi điểm và tránh cho bệnh nhân phải làm cái nội soi trung thất, đặc biệt là với các cái tổn thương ở trong trung thất mà chúng ta thấy là cái tiếp cận nó rất là khó khăn, đôi khi phải mở lồng ngực ra. Thì khi mà so sánh chúng ta làm cái nội soi phế quản siêu âm trước, sau đó chúng ta mới phẫu thuật, thì đạt được cái độ nhạy ở đây là 94%, và cái giá trị dự báo dương tính là sẽ tốt hơn so với lại chúng ta tiến hành phẫu thuật luôn. Và đối với nhóm hạch nhóm 2, nhóm 3 ấy, thì cũng kết quả cho thấy rằng là nội soi trung thất chỉ đạt được dưới 80% cái giá trị chẩn đoán, thì nội soi thực quản siêu âm hoặc nội soi phế quản siêu âm đã đạt được 85% cái giá trị chẩn đoán. Thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân mà vào viện tại Trung tâm Hô hấp, thì chúng ta biết rằng là đây là cái tổn thương phổi của bệnh nhân có một cái hạch rất là to ở cạnh khí quản. Thì thông thường nếu như chúng ta thấy rằng đây nó lại bám ngay, nó cưỡi trên cái quai của cái động mạch, và chính cái tổn thương này mà chúng ta biết rằng nếu như không có định vị, không có hướng dẫn ấy, thì rất dễ chúng ta sẽ gây cái tổn thương chọc vào cái động mạch. Và trên phim thì chúng ta cũng thấy là, không biết các đồng nghiệp có để ý không, rất nhiều kén khí bóng khí, nó có dạn phi nang kèm theo, và nếu chúng ta chọc không đúng vị trí thì nó có thể nó gây cái tràn khí, gây ra cái biến chứng. Và trường hợp bệnh nhân này thì chúng tôi cũng tiến hành nội soi thực quản, nội soi phế quản siêu âm, và các thầy cô thấy là gì, ví dụ như là chúng ta khi chúng ta đâm xuyên từ cái vị trí kim đâm xuyên vào tổn thương, với cái đâm xuyên chúng ta kiểm soát được cái đường vào, cái góc chọc, kiểm soát được cái độ sâu của cái kim chọc, thì chúng ta sẽ tránh được cái biến chứng đâm xuyên khối u gây tổn thương mạch máu, gây tổn thương các cái thành vách tim hoặc là các tạng trong trung thất. Đồng thời chúng ta cũng đảm bảo chắc chắn rằng là cái kim nó đâm xuyên vào đúng cái vị trí tổn thương. Và thông thường khi mình đã vào vị trí rồi thì chúng tôi sẽ đâm xuyên qua cái vị trí khối u, tức là chọc một vài lần để làm sao mà cùng với áp lực âm ấy, nó sẽ hút được cái bệnh phẩm vào trong lòng cái kim. Nên sau khi rút ra ấy, chúng ta sẽ bơm ra, chúng ta đẩy ra, thì chúng ta sẽ lấy được cái bệnh phẩm hết sức là tốt để mà chẩn đoán.
Đây là cái bệnh phẩm mà khi rút ra thì các thầy cô biết rằng là nó sẽ có cái dạng là các cái nó giống như con giun ấy, chúng ta rút hút ra, khi mà hút áp lực âm vào trong cái kim đẩy ra chúng ta sẽ có cái bệnh phẩm như này. Và với bệnh phẩm này chúng ta sẽ làm tế bào học, chúng ta làm mô bệnh học, chúng ta sẽ đúc khối nến, chúng ta làm cái tổn thương đột biến gen và đầy đủ các cái marker để giúp cho chẩn đoán xác định cũng như là phân loại các cái tip mô bệnh học và nhuộm hóa mô miễn dịch vân vân. Thì trung tâm hô hấp thì cũng đã có cái thỏa thuận hợp tác hết sức là chặt chẽ với Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu Nhật Bản, và trong cái chương trình này thì Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp triển khai cái dự án tăng cường cái năng lực nội soi phế quản Việt Nam, và chúng tôi cũng đã giúp cho đồng nghiệp của rất nhiều các bệnh viện trong cả nước đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai cũng như là sang Nhật trực tiếp đào tạo. Và trong cái hội nghị Hội hô hấp châu Á Thái Bình Dương thì chúng tôi cũng đã báo cáo cái dự án mà tăng cường năng lực về nội soi phế quản ở Việt Nam. Thì trong đó thì chúng tôi cũng đã báo cáo những kết quả đạt được sau cái thời gian thực hiện dự án. Đồng thời chúng tôi cũng đã submit cái nghiên cứu tiến hành nội soi phế quản siêu âm những cái ca đầu tiên tại Việt Nam do trực tiếp chúng tôi tiến hành. Và trong cái nghiên cứu này, cái đề tài này thì cũng được trao giải báo cáo tại Hội nghị Hô hấp châu Á Thái Bình Dương. Thì qua đó thì tôi xin có một số điểm kết luận như sau. Thứ nhất đó là nội soi phế quản siêu âm eBus ấy, là cái kỹ thuật mà sử dụng sóng siêu âm thông qua cái kênh nội soi phế quản. Và cái giá trị chẩn đoán của eBus so với các cái tổn thương hạch trung thất thì chúng ta đạt được cái độ nhạy là 85% và độ đặc hiệu là 100%. Các cái tổn thương rốn phổi thì đạt được cái độ nhạy là 91%, độ đặc hiệu là 100%. Các cái tổn thương u phổi thì đạt được cái độ nhạy từ 77 đến 94%. Khi mà chúng ta tiến hành nội soi phế quản siêu âm ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành chọc hút xuyên thành phế quản, gọi là eBus TBNA. Đây là cái phương pháp ít xâm lấn, tiếp cận một cách an toàn các cái tổn thương mà bình thường rất khó tiếp cận ở trong trung thất, ví dụ các khối u hoặc là các cái tổn thương hạch ở trung thất. Và kỹ thuật eBus ấy, đây là cái phương pháp tiếp cận mới trong chẩn đoán căn nguyên các cái khối u và hạch trung thất, có rất nhiều ưu điểm so với các cái phương pháp tiếp cận truyền thống, đó là nội soi trung thất, mở lồng ngực, nội soi lồng ngực. Và các cái khuyến cáo của các cái hiệp hội uy tín trên thế giới thì đây là cái phương pháp lựa chọn hàng đầu để mà thăm dò tiếp cận chẩn đoán căn nguyên các cái tổn thương ở khối u hoặc là hạch ở trong trung thất hoặc là tổn thương phổi. Thì xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe, và rất hân hạnh nếu các đồng nghiệp và các thầy cô có câu hỏi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Giáp. Xin mời các bạn là các đầu cầu, các bạn có hỏi gì không ạ? Có hai cách, hoặc các bạn hỏi trực tiếp luôn vì chúng ta vẫn còn thời gian. Cái thứ hai là các bạn có thể gửi các cái câu hỏi về Trung tâm Đào tạo Sĩ tế Bình Mai, chúng tôi theo dõi và sẽ trả lời. Xin mời các bạn là các đầu cầu. Nội soi phế quản siêu âm, nội soi đường ngực chẩn đoán hình ảnh, trong báo cáo khoa học về nội soi phế quản siêu âm, nội soi phế quản siêu âm hoặc siêu âm thôi, nội soi. Vâng, các bạn là các đầu cầu có hỏi gì không ạ?